xíu tôi sẽ cho bạn biết giác ngộ thật sự có cảm giác như thế nào. Có người nói rằng nếu như Đức Đạt Lai Lạt Ma từ lúc sinh ra không phải đã là lãnh tụ của người Tây Tạng và cũng không mang trên mình danh nghĩa của một vị Bồ Tát tái thế, thì người có sức ảnh hưởng to lớn nhất đối với Phật giáo toàn cầu phải gọi đến tên của đệ nhất thiền sư người Việt Nam Thích Nhất Hạnh. Vào năm 1966, khi Thích Nhất Hạnh đang trong kỳ du học tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ để lấy tấm bằng thạc sĩ ngành tâm lý học, vị thiền sư trẻ đã vô tình phát giác tại thư viện có một đoạn kinh Phật kỳ diệu, thứ đã thay đổi cuộc đời ngài mãi mãi. Đó không gì khác chính là 16 pháp môn quán niệm hơi thở, một thứ pháp môn cực kỳ đơn giản nhưng lại vi diệu đến mức thần kỳ. Một cách nhanh chóng sau khi thực hành, vị thiền sư bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi to lớn từ sâu trong tâm thức, cho đến một khoảnh khắc cực độ, ngài bất giác cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của thực tại. Cơ thể ngài xuất hiện một lực liên kết mạnh mẽ với vạn vật xung quanh, mọi ranh giới ngăn chia giữa cái tôi và cái nó đột nhiên biến mất. Ngài giờ đây đã chứng đạt chân lý tối thượng, chấm dứt toàn bộ khổ đau. Ngày nay pháp môn vi diệu ấy đã được cố thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền bá rộng rãi thông qua 5 cuốn sách cực hay và cực nổi tiếng đến mức khiến cả phương Tây phải tôn sùng. 5 cuốn sách như 5 bước chân vững chắc đi từ cơ bản đến thâm sâu, đặc biệt là tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi, rất phù hợp cho những cá nhân muốn bắt đầu hành trình đi đến vùng đất của sự tỉnh thức thật sự. Vào năm 1966, thì Sư Nhất Hạnh đã tình cờ đọc được trong thư viện cái quyển kinh An Bang Thủ Ý 16 pháp quán niệm hơi thở. Lúc đó đó thì Sư Nhất Hạnh như là một người hoàn toàn mới và bắt đầu truyền bá một đạo Phật mà bây giờ chúng ta biết đến, đó là thiền chánh niệm của Lạt Ma, mà thế giới phương Tây người ta rất biết ơn về cái công lao to lớn của thầy Sư Nhất Hạnh.